Rồi hello anh em, hello anh em cho anh trống tơ nha. Này giá cực kỳ rẻ luôn. Chung con này nó bị lên lọng bị ngoái nè, thằng phải ngoái, ghét nhổ đuôi giục ở đây nè, nay mới ra lại nè. Nó gãy đuôi. Rồi anh em nào cần con này chưa nổ mạnh lắm nha. Bán cho anh em cực kỳ rẻ về anh em nuôi khách nha. Nghe kiển luôn. Đó, cực kỳ mềm. Rẻ hơn cặp chim non nữa, anh em nào cần cứ alo. Bán chim kiển, còn anh em muốn về anh em làm gì anh làm, em làm. Ta like nha anh em. Vậy chim nhiều quá, mấy con mà vậy làm biến nu quá. Bán rẻ cho anh em về nuôi kiển chơi ha. Còn anh em muốn gì làm gì làm nha. Bự, cũng khá là bự đó nha. Này đồng đồng má thổ. Dán mạnh chim lắm nha. Hơi ngửa ngửa anh em. Em gì muốn trị sao trị ha. Làm như thả hôm nay vô đây muốn hết thì vậy đó. Thấy ít vô đây ít ngửa hơn lòng rồi. Rồi. Nên là cần cứ alo.